Trẻ ăn được và không tăng cân là đây là cái vấn đề mà khiến cho các bạn đau đầu, đúng không? Rất đau đầu, mệt mỏi. Và mình không biết tại sao mà giờ ăn nó vào đầu hết rồi. Đấy. Và trong video này bác sẽ chỉ cho các bạn biết tại sao giờ mà bé ăn được là nó lại không tăng cân, là lý do tại sao và chúng ta phải hỗ trợ trẻ như thế nào nhé. Thì các bạn cần phải theo dõi cái video này, được chưa? Thì nếu như mà có những bạn có bạn tăng trưởng đúng thì nó không vấn đề gì cả. Đấy. Và với những em bé mà ăn được mà không tăng cân ý, thì nó chỉ có một số các cái lý do sau đây thôi nhé. Chắc chắn là gì ạ? Những em bé này nó không rơi vào tình trạng gì ạ? Bé bị táo bón hay là bé bị tiêu chảy hay là bị sốt phân. Đấy. Tại vì với những em bé mà rơi vào tình trạng gì ạ? Táo bón, tiêu chảy, sốt phân, tức là tiêu hóa của nó có vấn đề thì đương nhiên là nó không thể ăn được rồi. Các bạn hiểu không ạ? Khi mà nó bị táo bón thì ở phần này nó tức này, tức nó khó chịu này, nó ăn nó kém, ăn nó kém và nó sợ ăn. Đấy, rồi những trẻ mà bị tiêu hóa kém nó kém ăn, thì với những em bé mà gì đã vấn đề tiêu hóa thì nó lại ăn kém. Và muốn cho bé ăn tốt thì các bạn cần phải xử lý cái gì phải xử lý cái tiêu hóa các bạn nhé. Đấy là cái đầu tiên mà bạn muốn loại bỏ luôn cái lý do là do vấn đề tiêu hóa, được chưa? Vì bé ăn được ở đây thì nó có những cái kiểu như này. Một là bé ăn được nhưng mà cái bữa ăn của chúng ta ấy nó không đa dạng, nó không đầy đủ dinh dưỡng và ăn sai cấu trúc nhé, ăn sai cấu trúc. Đấy. Thì tại sao nó như vậy? Với những em bé mà nó ăn được nhưng mà các bạn chỉ có cho bé ăn cơm chan canh thôi. Khi mình chan canh các bạn thì con ăn nó nuốt chửng nhá, nó nuốt chửng. Đấy. Khi nó nuốt chửng như vậy thì nó có canh nữa thì nó rất là nhanh đầy bụng. Cho nên là bé nó nhanh đầy bụng và nó ăn rất tốt, ăn rất thúc, nó nuốt rất nhanh. Nhưng mà nó không tăng cân được tại vì nó không đủ năng lượng để tăng cân. Đấy, đấy là cái thứ nhất mà các bạn để ý xem nào mình có vi phạm không nhá. Nhất là gì ạ? Cái bữa ăn nó không đa dạng. Thứ hai là ăn cơm chan canh. Đấy là cái sai lầm thứ nhất. Cái thứ hai là bé ăn vặt quá nhiều. Bé ăn được nhưng mà trong nhà các bạn có bánh ăn, bánh quy này, có bánh gạo này, đúng không ạ? Rồi thi thoảng gần bữa ăn thì bé lại uống cho cốc sữa to đùng này, đúng không ạ? Rồi đến gần bữa ăn bé lại làm một cái hộp sữa chua này, rồi thì một khẩu pháng sữa này. Thì với những tình trạng như vậy thì đến bữa ăn bé nó sẽ ăn không được có nhiều mặc dù nó vẫn ăn tốt. Một tình trạng thứ ba nữa là nếu như các bạn ăn được mà không tăng cân, đúng không ạ? Vì cái phương pháp ăn dặm nó sai, cái cấu trúc ăn dặm nó sai. Cái phương pháp là như thế nào các bạn? Chúng ta ăn rong, đúng không? Vừa ăn vừa xem tivi. Đấy. Khi ăn rong ấy thì trẻ và xem và vừa ăn vừa xem tivi, xem điện thoại nhá, thì trẻ nó ăn rất là lâu. Đấy, thậm chí là ăn phải 60 phút đến tiếng rưỡi mới hết bát, đặc biệt ăn rong nó mất buổi chiều, mất buổi sáng, đúng không ạ? Thì ăn rong như vậy thì cái việc mà bé vẫn ăn nhưng mà cái lượng ăn ấy nó không có đảm bảo và nó ảnh hưởng đến bữa phụ và ảnh hưởng đến bữa tiếp theo nữa. Và nếu như bạn vi phạm về cái phương pháp giảm ấy thì bạn phải sửa ngay. Thứ nhất là cho con ngồi vào bàn ăn, được chưa? Đấy. Và không ăn rong và một bữa ăn chỉ kéo dài 30 phút là tối đa và sau 30 phút thì chúng ta dừng lại và không cho trẻ ăn nữa. Và hãy nói cho con biết rằng nếu mà con không ăn thì chúng ta sẽ dừng lại và sẽ không có uống cốc sữa, không có ăn thêm hộp sữa chua ngay sau khi cái bữa ăn đó nha các bạn nhé. Phải đợi đến bữa phụ và thậm chí mình phải cắt cả bữa phụ luôn. Đấy là điều rất là lưu ý quan trọng. Đấy là về phương pháp. Tiếp theo nữa là về cấu trúc ăn dặm. Có rất nhiều bạn bé tăng cân rất tốt trong giai đoạn từ 0 đến 1 tuổi nhưng mà trên 1 tuổi, đấy, thậm chí 1-2 tuổi nó bắt đầu giảm dần. Tại vì sao? Bé vẫn ăn cháo. Thì bác hỏi ra gì ạ? Em đi làm ở nhà bà chăm thì bà cho ăn cháo cho nó nhanh. Đấy, em thường ra ngoài kia mua cháo dinh dưỡng cho nó nhanh. Cái đấy là cực kỳ nguy hiểm. Các bạn thử nghĩ này. Các bạn ăn một bát cháo và một bát cơm thì các bạn nghĩ sao ạ? Cái độ đậm năng lượng khác nhau. Ăn bát cháo chỉ cần 1 tiếng đồng hồ sau đó rồi, nhưng ăn bát cơm thì phải đến 11 giờ 12 giờ mới đói tại vì cái độ đậm năng lượng nó cung cấp năng lượng tốt hơn. Các bạn hình dung chưa? Đấy, cho nên là với em bé trên 1 tuổi mà ăn cháo ấy là ăn sai cấu trúc ăn dặm. Là các bạn phải luyện lại cái việc ăn cơm cho bé nhá. Vì ăn cháo nó không đủ độ đậm năng lượng đâu. Và thông thường với những bé ăn cháo ấy thì các bạn lại cho uống thêm sữa. Tại vì nó đói mà thì nó lại uống nhiều sữa thì nó lại dẫn tình trạng càng bị suy dưỡng, càng bị thiếu vi chất và càng bị chậm tăng cân. Đấy. Cho nên đối với trẻ trên 1 tuổi là trẻ ăn cơm rồi các bạn nhá. Và nếu như các bạn vẫn đang ăn cháo thì bạn phải luyện lại, đúng không ạ? Và điều cuối cùng nữa đó là chúng ta phải bổ sung đầy đủ các cái vi chất và đặc biệt là chất sắt các bạn nhá. D3K2 từ sơ sinh là 400 đơn vị, từ 1 tuổi đến 6 tuổi là 3 xịt là 600 đến 800 đơn vị.
Từ 4 tháng trở đi là các bạn phải bổ sung dự phòng sắt, và nếu trẻ trên 1 tuổi thì 1 năm phải bổ sung dự phòng sắt 1 lần, và mỗi lần là bổ sung liên tục trong vòng 3 tháng và mỗi ngày là 10 giọt sắt Betakid. Sắt nó tham gia vào chuỗi hô hấp tế bào trong cơ thể để chuyển hóa dinh dưỡng từ protein, từ chất béo, từ carbon hydrate, tinh bột con bạn ăn vào để nó chuyển hóa thành năng lượng và nó tích trữ để nó tăng cân. Đấy, nếu mà thiếu sắt từ 4 tháng tuổi trở đi là cực kỳ nguy hiểm các bạn nhé. Và từ 6 tháng tuổi trở đi bạn phải bổ sung dự phòng kẽm và canxi, được chưa? Mỗi đợt là 45 ngày, đấy là kẽm canxi nhé. Đấy, còn đâu là nghỉ một tháng và sau đó mình bổ sung tiếp, được chưa? Đấy là các vấn đề bạn cần phải lưu tâm và xử lý ngay nếu như con bạn ăn được mà không tăng cân. Đấy. Và nếu phần đó bạn chưa rõ thì comment ở đây, bác sẽ trả lời tất cả các câu hỏi của bạn. Và đừng quên subscribe kênh YouTube của bác Đạt nha. Trên kênh có hơn 1.300 video, đó là các cái phác đồ, các hướng dẫn bác hỗ trợ cho hàng triệu bà mẹ nuôi con khỏe mạnh, tăng cân tốt, ít ốm. Và đây là cuốn sách vô cùng quan trọng, nó là vũ khí bí mật của các bạn để giúp bác nuôi con khỏe mạnh, tiết kiệm tiền bạc thời gian. Hàng trăm ngàn bà mẹ đã nhận được giá trị lợi ích từ cuốn sách này. Và bây giờ đến với bạn. Làm thế nào để con luôn ăn ngon ngủ kỹ? Làm thế nào để con không ốm? Nếu có ốm cũng trôi qua nhẹ nhàng. Làm thế nào để con thông minh, cao lớn và khỏe mạnh? Nuôi con chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng chẳng có trường lớp nào dạy bạn phải làm sao cho đúng. Với 15 năm kinh nghiệm trong nghề, dược sĩ Trương Minh Đạt đã đồng hành cùng hàng trăm nghìn mẹ bỉm giúp tránh khỏi các sai lầm khi nuôi con nhỏ, để cho các con luôn khỏe mạnh, thông minh và phát triển toàn diện. Hơn ai hết, anh hiểu rõ rằng một đứa trẻ khỏe mạnh là nền tảng của một gia đình thịnh vượng, giúp các mẹ nuôi con không còn những nỗi vất vả mà là một hành trình hạnh phúc.